nhận giải vua phá lưới của AFF Cup 2018. Adisak Prayson của đội tuyển quốc gia Thái Lan đã xuất sắc giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2018. Có đến 6 bàn thắng mà Adisak đã ghi được ở trong trận đấu mà đội tuyển Thái Lan thắng đậm đội tuyển Timor Leste. Thank you, Mr. Lê Khánh Hải, President of the Vietnam Football Federation, for presenting the award. Next, I would like to ask Mr. Sozo Ono, General Director of Vietnam Suzuki Corporation, to present the AFF Suzuki Cup MVP award. Và bây giờ là giải thưởng dành cho cầu thủ hay nhất của AFF Cup 2018. Và đó là Nguyễn Quang Hải. Một phần thưởng hoàn toàn xứng đáng đối với Quang Hải. Cầu thủ mang áo số 19 của đội tuyển Việt Nam với những bàn thắng, những pha xử lý, những sự chịu đựng, những sự vươn lên và những khoảnh khắc mà anh đã mang đến cho chúng ta ở giải năm nay. Quang Hải xứng đáng được coi là một viên ngọc của bóng đá Việt Nam lúc này. Và thành quả ngày hôm nay trước vô địch cùng đội tuyển Việt Nam và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất này cũng sẽ tạo ra cho chúng ta những cơ sở để hy vọng Quang Hải có thể làm nên chuyện trong cuộc đua dành cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Á. Quang Hải đã lọt vào danh sách những cầu thủ xuất sắc nhất châu Á để cạnh tranh với những tên tuổi lừng lẫy như Ho Seung-min của Hàn Quốc và nhiều cầu thủ đã từng chơi tại World Cup. $10,000 được dành cho Quang Hải với vị trí hoàn toàn xứng đáng dành cho cầu thủ mang áo số 19 của chúng ta. Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Suzuki Cup 2018. Rất đau đớn, rất mệt mỏi trong suốt toàn bộ trận đấu ngày hôm nay. Nhưng khi Quang Hải có mặt ở trên bục nhận giải thì anh vẫn luôn nở một nụ cười tươi rói và một sự mạnh mẽ vốn thấy của mình ở giải năm nay. Và đó quả thực là một hình ảnh biểu trưng cho sự quả cảm và tinh thần thi đấu như những chiến binh của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Chúng ta đã làm được những điều mà các đội bóng khác không thể làm được ở giải năm nay. Chúng ta đã thắng được Philippines ở trên sân khách. Chúng ta đã ghi bàn ở những trận đấu khó khăn với các đối thủ khác nhau. Và bây giờ là giải nhì dành cho đội tuyển Malaysia với phần thưởng $100,000. Tổng giám đốc tập đoàn Suzuki tại Việt Nam lãnh trao giải thưởng $100,000 cho đội tuyển quốc gia. Và đây là góc khán đài nơi có các cổ động viên Malaysia. Sự hữu nghị từ các cổ động viên Việt Nam và các cổ động viên Malaysia trong ngày thi đấu hôm nay cũng là một hình ảnh đẹp của giải đấu, khi mà cả hai nhóm cổ động viên của hai đội đều đã cổ vũ rất fair play, rất vô tư và rất sôi động cho trận đấu này. Sân Mỹ Đình ngày hôm nay là sự hội tụ của những điều tuyệt vời nhất, những cảm xúc đặc sắc nhất và những phút giây nghẹn ngào nhất. Hình ảnh một chú hổ vừa xuất hiện ở bên phần sân khu vực dành cho các cổ động viên của Malaysia. Và trong những cách chơi mà chúng ta đá với Malaysia ở cả vòng bảng cũng như hai trận chung kết đi và về, thì tôi lại nhớ đến một nghệ thuật quen thuộc, đó là điệu hổ Lý Sơn. Và ông Park Hang-seo có lẽ đã làm tốt điều đó. Malaysia thường chơi pressing tầm cao, họ dồn nhiều cầu thủ nhưng họ lại hơi chậm khi chuyển trạng thái về phòng ngự, và chúng ta thường đánh bại họ khi chúng ta hút người của đội bóng này lên phần sân của chúng ta và mở ra những khoảng trống. Bàn thắng của Công Phượng, bàn thắng của Anh Đức ở vòng bảng hay hai pha lập công, đặc biệt là bàn thắng của Huy Hùng trong trận chung kết lượt đi, là những tình huống thể hiện rất rõ cho cách bày binh bố trận đó của ông Park Hang-seo. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ngày 28 tháng 12 2008, một ngày lịch sử,
Và hôm nay ngày 15 tháng 12 năm 2018, một ngày để nhớ. Trước đã được truyền cho các đồng đội của mình. Bùi Tiến Dũng vừa hôn lên chiếc cúp. Lục Xuân Hưng cũng không quên để chạm vào danh hiệu cao quý. Phan Văn Đức, một người hùng của chúng ta. Đức Huy, một người xuất sắc của chúng ta. Hùng Dũng, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng, tất cả họ đều không quên chạm tay vào danh hiệu cao quý. Và tất cả đều không quên dành một nụ hôn cho chiếc cúp vô địch. Đó là một mối tình lớn với bóng đá Việt Nam. Chiếc cúp mà AFF Cup 2018, từ 2008 đến 2018, là một quãng thời gian quá dài để chờ đợi một tình yêu như vậy trở lại với sân Mỹ Đình. Và chúng ta có quyền hy vọng, anh Khắc Cường ạ, với thế hệ tài năng này, và nếu chúng ta vẫn có được sự cộng hưởng, sự ủng hộ của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì có thể chúng ta sẽ không phải chờ đợi dài như thế để có thêm một lần nữa được hưởng niềm vui như ngày hôm nay. Một niềm vui vô bờ bến. Người nhìn Đặng Văn Lâm đã nhận được những cử chỉ đầy thân mật từ phía Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Và ông Park Hang-seo với một cái ôm thật chặt với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, một người đàn ông đến từ Hàn Quốc, đã rất đúng đắn khi chọn Việt Nam là điểm đến trong sự nghiệp của mình. Và bây giờ thì ông đã trở thành huyền thoại. Huyền thoại. Thầy Park Hang-seo của bóng đá Việt Nam cũng đang coi đất nước chúng ta là quê hương thứ hai, mang đến cho chúng ta nhiều cảm xúc khi luôn đặt tay lên ngực trái mỗi khi quốc ca Việt Nam vang lên. Công dân danh dự có lẽ là một điều rất xứng đáng để ghi nhận những đóng góp của ông Park Hang-seo đối với bóng đá Việt Nam, với tình cảm lớn lao mà ông dành cho chúng ta. Sân Mỹ Đình bây giờ đã trở thành một thế giới của lời ca và tiếng hát, và của những hạnh phúc ngập tràn. Và bây giờ anh Khắc Cường ơi, hãy cùng chờ đợi khoảnh khắc này, và chúng ta hãy cùng ghi dấu nó một cách thật đặc biệt. Anh Khắc Cường ơi, Việt Nam vô địch! Chúc mừng đội tuyển Việt Nam! Hạnh phúc quá, nghẹn ngào quá và tự hào quá, Việt Nam ơi! Việt Nam tiến lên, Việt Nam tiến lên! Time to say, thời khắc để chúng ta tỏa sáng. Và hoàn toàn có thể nói, giây phút này đánh dấu một khoảnh khắc, một năm hoàng kim của chúng ta. Nhưng nó cũng là bình minh của bóng đá Việt Nam, vì đây là những con người còn rất trẻ với độ tuổi trung bình chỉ khoảng 24 mà thôi. Tức là họ sẽ còn tỏa sáng 5-6 năm nữa. Chiếc vô địch thật tuyệt vời. Triệu trái tim như một ngày hôm nay. Chiếc vô địch của đội tuyển Việt Nam, chiếc vô địch của đất nước Việt Nam và của tinh thần Việt Nam. Và tôi lại nhớ tới những lời hát Việt Nam ơi đứng lên và thắp sáng niềm tin chiến thắng. Không thể nào ngăn tôi, không thể nào ngăn chúng ta kêu lên tự hào Việt Nam lúc này. Đẹp quá. Cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo, cảm ơn những người bạn Hàn Quốc đã cùng đồng hành và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi để dẫn đến những khoảnh khắc tuyệt vời như thế này tại sân Mỹ Đình.
những khoảnh khắc kết thúc cho một năm viên mãn của bóng đá Việt Nam. Và phía trước đội tuyển Việt Nam là Asian Cup, và đài truyền Việt Nam hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn giải đấu này. Giải đấu mà đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Iran, Iraq, Yemen. Chúng ta sẽ đá trận đầu tiên vào ngày 8 tháng 1 năm 2019 gặp đối thủ đội tuyển Iraq. Nhưng hãy tạm thời gác chuyện đó sang, vì đây là khoảnh khắc mà chúng ta tận hưởng. Thầy Park Hang-seo, thầy phù thủy, một người cha